Phan Như Thảo chuẩn bị sẵn tinh thần ngày chồng phá sản, tiết lộ bản di chúc của ông xã đại gia viết để lại. Phan Như Thảo tiết lộ cô được thừa kế tất cả tài sản của chồng là đại gia Đức An. Tuy nhiên, nữ diễn viên cựu người mẫu vẫn cố gắng làm việc để đảm bảo cuộc sống và chuẩn bị cho những rủi ro sau này. Là một người mẫu đang gặt hái được nhiều thành công, Phan Như Thảo bất ngờ thông báo về làm dâu nhà doanh nhân Đức An khiến ai cũng bất ngờ. Hôn nhân của cả hai ngày càng thăng hoa, càng làm khán giả ngưỡng mộ. Tại thời điểm quen biết đại gia Đức An, người đẹp từng nhận không ít ý kiến trái chiều về việc bạn trai lớn hơn cô 26 tuổi. Nhưng vượt qua mọi định kiến và khó khăn, sau 5 năm kết hôn, cặp vợ chồng cựu người mẫu vẫn vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc. Mới đây, trò chuyện cùng báo Thanh Niên, Phan Như Thảo đã có những chia sẻ xoay quanh cuộc hôn nhân với chồng đại gia, cũng như kế hoạch cho tương lai. Cựu mẫu cho biết, từ khi nên duyên với đại gia Đức An, cô vẫn thường nghe những câu nói tham tiền nên mới lấy người đàn ông này. Song Phan Như Thảo không sợ hay quan tâm tới những điều đó. Tất nhiên khi tôi lấy chồng, tôi cũng phải nhìn xem người đó có tiền hay không, chứ không thể nào tôi lại lấy một người nghèo và không thể kiếm ra tiền. Tôi không có đủ tôn trọng để lấy họ đâu. Mình phải tôn trọng tài năng của họ. Không thể nào họ có tài mà lại không kiếm ra tiền được. Mọi thứ đều phải có sự chắc chắn, Phan Như Thảo thẳng thắn. Tuy nhiên khi đã nên vợ nên chồng là bố của bé bồ câu thì giờ doanh nhân Đức An có như thế nào Phan Như Thảo vẫn chấp nhận. Cựu mẫu vẫn cố gắng làm việc để đảm bảo cuộc sống và chuẩn bị cho rủi ro nếu có sau này. Thậm chí Phan Như Thảo đã chuẩn bị sẵn tinh thần ngày nào đó đại gia Đức An phá sản. Có thể bỗng một ngày ông xã từ người rất giàu, mất hết tiền và phá sản, chẳng lẽ tôi bỏ anh ấy, không thể như thế được. Vì đã chọn người ta làm chồng nên mình phải có trách nhiệm lo lắng, chăm sóc. Có thể ông xã chỉ té lúc đó thôi và sau đó anh ấy sẽ đứng lên được. Cho nên tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần một ngày nào đó chồng mình phá sản. Lúc đó tôi cũng không thể để bản thân cực khổ được. Tôi bắt buộc phải giữ được mức sống hiện giờ của ông xã. Vì thế tôi cũng tự mình cố gắng, cựu mẫu nói. Phan Như Thảo cũng cho biết cô không nắm được số tiền nhà bên Mỹ của chồng và cũng không bao giờ hỏi hay tìm hiểu. Tuy nhiên, đại gia Đức An có liệt kê trong di chúc và trao hết tài sản cho cô sau khi qua đời. Tôi chỉ biết con số ước lượng, còn bản thân anh ấy cũng không biết chính xác con số là bao nhiêu, thì làm sao tôi biết được. Tôi cũng không hỏi chồng có bao nhiêu nhà bên Mỹ, nhưng anh ấy có liệt kê trong di chúc những tài sản của mình sở hữu. Tôi có biết di chúc đó nhưng lười đọc, anh ấy đã trao hết tài sản cho tôi chỉ ký giấy với luật sư là khi chồng mất thì tất cả tài sản đều thuộc về tôi, chứ không cho con gái bồ câu hay ai cả. Ông xã chỉ dặn phần nào là cho con trong các tài sản mà tôi được thừa kế. Đến tận bây giờ anh ấy vẫn đưa hết mọi thứ cho tôi. Còn đối với những người vợ trước, anh ấy nói rằng họ đã nhận đầy đủ phần của mình. Tuy nhiên ông xã tôi còn lâu lắm mới mất, anh ấy sống đến 90 tuổi. Cười, Phan Như Thảo bộc bạch. Dù doanh nhân Đức An sở hữu nhiều biệt thự ở xứ sở cờ hoa nhưng Phan Như Thảo vẫn muốn ở quê nhà. Cô tiết lộ, thật sự ông xã có nhiều nhà lắm, căn nào cũng triệu đô hết. Anh ấy có nhà ở khắp nơi trên nước Mỹ. Có nhà cảnh biển, hồ, núi tuyết, nhưng tôi cảm thấy không vui vì cho dù ở trong một ngôi nhà sang trọng mà xung quanh không có ai, siêu thị xa, nhà hàng cũng xa, khó thuê giúp việc. Tôi thấy ở Việt Nam vẫn sướng hơn. Đối với tôi, nhà cửa không quan trọng. Mọi người vẫn hay thắc mắc vì sao tôi không về quận 2, quận 7 để ở trong một biệt thự to có sân vườn, hồ bơi mà lại ở một căn nhà 5 tầng trong hẻm tại quận 1. Tôi thích ở trung tâm, tiện lợi và bạn bè tôi có thể đến chơi bất cứ lúc nào. Nhiều khi mình dời qua sống ở quận 2, bạn bè không đến vì xa quá thì tôi lại buồn. Trên trang cá nhân, chân dài sinh năm 1988 thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống sang trọng, xa hoa bằng những chuyến du lịch đắt tiền. Sự hỗ trợ tối đa của ông xã doanh nhân cũng tạo điều kiện giúp Phan Như Thảo xây dựng sự nghiệp riêng và tỏa sáng một cách độc lập.